Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị và quý vị đang quay trở lại với Tôi Vượt Tin. Thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Thực hiện chủ đề lần này sẽ là sinh con sau điều trị ung thư vú thì liệu đã an toàn hay chưa? Người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Hồng Đức, trưởng khoa nội bốn của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào bác sĩ Hồng Đức ạ. Xin chào Hiền Thục và xin chào quý khán giả của chương trình Tôi Vững Tin. Dạ, thưa bác sĩ Hồng Đức, cho đến thời điểm hiện tại thì ung thư vú có chữa được không và cái tỷ lệ chúng ta điều trị khỏi hoàn toàn là như thế nào? Như chúng ta đã biết thì ung thư vú là một bệnh lý sẽ phải điều trị với đa mô thức, từ phẫu thuật, điều trị toàn thân. Điều trị toàn thân ở đây thì gồm có hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch cũng như là điều trị nội tiết. Xạ trị thì chúng ta cũng sẽ phải phối hợp với hai cái liệu pháp trên. Và như vậy thì với một điều trị đa mô thức như vậy thì tỷ lệ sống còn mỗi lúc mỗi cải thiện hơn. Và vấn đề sống còn như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là giai đoạn bệnh và sau đó là thể sinh học như thế nào và những yếu tố thuộc về bệnh lý cũng như là bệnh nhân. Và ngày càng tùy, nếu mà bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ sống còn càng lúc càng tăng lên, và ngay cả khi bệnh nhân đến với những giai đoạn đã là tiến xa di căn thì với sự phối hợp điều trị đa mô thức như vậy thì tỷ lệ sống còn càng lúc cũng càng cải thiện hơn nhiều. Dạ, chúng ta có những ảnh hưởng về sức khỏe sau khi được điều trị ung thư vú là gì ạ thưa bác sĩ? Đối với điều trị ung thư thì mỗi biện pháp đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Chẳng hạn đối với điều trị toàn thân thì ngoài những cái vấn đề như chúng ta đã biết có thể gây ra mãn kinh sớm, có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bệnh nhân, và ngoài ra thì cũng có khả năng gây ra những cái độc tính về tim mạch cũng như là về loãng xương. Tuy nhiên những độc tính này thì đều trong giới hạn có thể kiểm soát được, và đồng thời bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân trước khi điều trị. Dạ, bệnh nhân ung thư vú thì thường sẽ được áp dụng bởi những cái phương pháp điều trị như thế nào? Liệu rằng là có cái phương pháp nào gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai hoặc ảnh hưởng đến thai kỳ không? Như bác sĩ Hồng Đức cũng đã có nói thì với ung thư vú thì chúng ta sẽ phải điều trị đa mô thức và tùy theo từng giai đoạn. Riêng với điều trị toàn thân á, thì hóa trị cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bệnh nhân, tùy theo phác đồ hóa trị như thế nào, những cái thuốc lựa chọn cũng như là tuổi của bệnh nhân vào thời điểm chẩn đoán ung thư và tiền căn sinh sản của bệnh nhân trước đó như thế nào thì cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bệnh nhân. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, đối với những chị em mà trong độ tuổi sinh sản thì chúng ta có nên bảo tồn trứng tại ngân hàng mô để mình dự phòng trường hợp là khó có con sau điều trị ung thư vú hay không ạ? Đối với bệnh nhân ung thư vú trẻ, đặc biệt là những người còn trong tuổi sinh sản và vẫn còn nhu cầu mang thai sau điều trị, thường bác sĩ điều trị sẽ có tư vấn sinh sản trước khi bắt đầu điều trị ung thư và ngay cả từ cái thời điểm chẩn đoán đầu tiên trước khi phẫu thuật. Nếu bệnh nhân vẫn có mong muốn mang thai sau điều trị thì bác sĩ sẽ tư vấn đến khám tại bác sĩ chuyên khoa sản khoa để chúng ta có những cái tư vấn về sinh sản, chẳng hạn như là trữ trứng hay là trữ phôi trước khi điều trị, để giúp bệnh nhân có tăng cái khả năng mà có thai sau khi điều trị ung thư. Dạ, câu chuyện sinh hoạt vợ chồng hay là quan hệ tình dục sau khi điều trị, các chị phụ nữ có cần lưu ý cái điều gì để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không ạ? Đối với bệnh nhân nữ đang điều trị ung thư, đang điều trị ung thư vú, trong quá trình điều trị, đặc biệt là với điều trị toàn thân, chẳng hạn như là hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch cũng như là thuốc điều trị nội tiết, thì bác sĩ thường sẽ tư vấn là sử dụng những cái biện pháp ngừa thai cơ học, chẳng hạn dùng bao cao su hay là đặt vòng tránh thai. Còn riêng đối với điều trị bằng thuốc ngừa thai, thuốc nội tiết thì đây là chống chỉ định đối với bệnh nhân ung thư vú đang điều trị. Do vậy thì trong cái quá trình mà đang điều trị ung thư vú thì bệnh nhân nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị của mình, cũng như là có cái sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa sản để có biện pháp ngừa thai phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình. Dạ, sau khi điều trị thì cái khoảng thời gian nào là phù hợp nhất để mà các chị em có thể mang thai thưa bác sĩ? Thường là bác sĩ điều trị ung thư thường sẽ tư vấn với bệnh nhân là nên để ít nhất là 2 năm, bởi vì cái khoảng thời gian 2 năm đầu tiên là khoảng thời gian thường xảy ra cái vấn đề là tái phát di căn sau điều trị. Cho nên nếu bệnh nhân vượt qua cái khoảng thời gian 2 năm đó thì tùy theo nguyện vọng của bệnh nhân như thế nào thì bác sĩ sẽ tư vấn là có nên mang thai sau đó hay không. Tuy nhiên đối với những cái tình trạng là bệnh nhân ung thư vú rơi vào cái nhóm mà có nhạy nội tiết á,
thì sẽ phải có điều trị nội tiết ít nhất là 5 năm. Và hiện tại thì đang có những cái công trình nghiên cứu, họ nghiên cứu trên những cái thể bệnh bệnh nhân nhạy nội tiết như vậy á, thì sau 2 năm điều trị nội tiết thì họ có ngưng một cái khoảng thời gian để bệnh nhân cố gắng mang thai và cho con bú, và sau đó sẽ điều trị nội tiết trở lại. Và cái kết quả của nghiên cứu này để đánh giá là cái mức độ an toàn như thế nào, cũng như là sống còn có bị ảnh hưởng hay không á, thì cũng đang chờ đợi kết quả. Do vậy thì để mong muốn của bệnh nhân là có nên mang thai sau điều trị hay không á, thì bệnh nhân nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị của mình để đánh giá về cái nguy cơ tái phát di căn như thế nào và cái khoảng thời gian an toàn như thế nào để bệnh nhân quyết định là có tiếp tục là có thai hay không. Dạ. Cái nguy cơ mà con có thể bị ung thư hoặc là mẹ tái phát bệnh, thì liệu rằng việc mà một người phụ nữ mang thai và chăm sóc con trong một khoảng thời gian, nó có phải là cái yếu tố để thúc đẩy cái tế bào ung thư đó phát triển hay không, mà thưa tiến sĩ Hồng Đức? Trước đây thì người ta cho rằng ung thư vú là một cái bệnh có khả năng là nhạy với nội tiết, cho nên họ e ngại rằng là trong thời gian mang thai, khi mà tình trạng nội tiết thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến cái nguy cơ tái phát di căn trở lại ung thư vú. Tuy nhiên một số những nghiên cứu gần đây á, thì họ so sánh giữa cái việc là có mang thai hay là không mang thai sau điều trị đều không có ảnh hưởng đến cái khả năng tái phát di căn sau điều trị, cho nên là mang thai sau điều trị ung thư vú vẫn là an toàn đối với những cái bệnh nhân vẫn còn mong muốn là mang thai sau điều trị. Dạ, chị em có nên kiểm tra cái khả năng sinh sản, hoặc là mình có những cái xét nghiệm cũng như là mình xem thử coi là bản thân của mình có thể mang thai hay không trước khi mà mình điều trị ung thư vú hay không ạ, thưa bác sĩ? Như bác sĩ Hồng Đức có nói thì trước khi điều trị ung thư thì bác sĩ sẽ tư vấn về bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ, là xem cái mong muốn của bệnh nhân là còn có mong muốn mang thai sau điều trị hay không. Và nếu bệnh nhân vẫn có cái ý định là mang thai sau điều trị thì bác sĩ sẽ có hướng dẫn đi tư vấn sinh sản, và bác sĩ bên chuyên khoa sản thì họ sẽ đánh giá là cái dự trữ trứng của bệnh nhân có còn ổn định hay không, và thường họ hay làm cái xét nghiệm là xét nghiệm AMH để đánh giá cái khả năng mà dự trữ trứng của bệnh nhân còn đủ hay không, và sau đó họ sẽ hướng dẫn cái cách trữ trứng, trữ phôi như thế nào để bệnh nhân tăng cái khả năng mà mang thai sau điều trị cho bệnh nhân ung thư vú. Dạ, nhiều người lo ngại rằng là ung thư có thể lây truyền qua sữa mẹ, hoặc là nhiều những cái vấn đề xoay quanh, vậy thì câu trả lời xác đáng cho vấn đề này sẽ là gì ạ? Đối với ung thư vú nói riêng cũng như là một số những cái bệnh ung thư khác nói chung, thì cái tế bào ung thư không có truyền qua sữa mẹ. Mà là đối với ung thư vú á, thì có một số những bệnh nhân có thể mang cái gen ung thư vú, như là có tính chất gia đình. Ví dụ như trong gia đình thì mẹ, chị em gái cũng khi mà mang cái gen đó thì có khả năng là tăng cái khả năng mắc bệnh ung thư vú cũng như là ung thư buồng trứng. Và cái tỷ lệ mà mang gen đột biến BRCA1, BRCA2 nó khoảng chừng 10-15% các trường hợp. Ngoài ra thì chúng ta biết là khi mà bác sĩ điều trị ung thư thì họ sẽ hỏi tiền căn gia đình như thế nào. Nếu họ thấy là trong gia đình có cái tiền căn ung thư vú, ung thư buồng trứng, nghĩa là có khả năng mang cái gen đột biến BRCA đó, thì họ sẽ có hướng dẫn bệnh nhân cũng như là thân nhân bệnh nhân sẽ làm những cái xét nghiệm di truyền, và sau đó có cái tư vấn di truyền sau đó. Đối với những bệnh nhân mà đang điều trị ung thư vú thì những cái điều trị toàn thân, chẳng hạn như là hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hay là nội tiết á, thì những cái thuốc đó nó có thể qua sữa mẹ. Cho nên bác sĩ sẽ tư vấn là đối với người bệnh ung thư vú mà đang điều trị với những cái liệu pháp như vậy á, thì sẽ không nên cho con bú sữa mẹ trong cái khoảng thời gian điều trị. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Hồng Đức đã có rất nhiều những thông tin chia sẻ hữu ích ở chủ đề lần này. Và trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay, thì một lần nữa nhờ bác sĩ Hồng Đức có thể gửi một vài lời khuyên đến với tất cả quý vị trong cái việc mà chúng ta tầm soát bệnh, bởi vì phòng bệnh vẫn luôn là hơn chữa bệnh. Bên cạnh đó là với một người đã điều trị khỏi ung thư vú thì có nên mang thai hay không ạ? Đối với ung thư vú nói riêng cũng như một số những bệnh ung thư khác nói chung, thì hiện tại cái chọn lựa điều trị vẫn là điều trị đa mô thức và phối hợp với nhiều phương pháp. Và chúng ta biết là càng ngày thì càng có nhiều cái sự tiến bộ về điều trị, do đó thì giúp cải thiện được cái sống còn cũng như là chất lượng sống của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì việc điều trị cũng đem lại những cái tác dụng phụ không mong muốn, và trong đó cái vấn đề sinh sản của bệnh nhân cũng có thể bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên những cái vấn đề này thì chúng ta đều có thể dự đoán trước và có sự trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị ung thư của mình cũng như là bác sĩ sản khoa. Bởi vì nếu như bệnh nhân còn trẻ và còn mong muốn mang thai sau điều trị thì sẽ có một cái sự tư vấn hợp lý để làm sao sau khi điều trị ung thư thì bệnh nhân có cái khả năng mang thai và đạt nguyện vọng của mình là có con sau điều trị. Đó là cái thông điệp của ngày hôm nay. Dạ, mến chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hồng Đức đã nhận lời tham gia chương trình và có những thông tin hữu ích gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi thương chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo.